chiến sự Đông Âu ngày qua nóng ran với loạt diễn biến trên cả lãnh thổ Nga lẫn chiến trường Ukraine. Nổ khủng khiếp ở Mariupol, Ukraine bắn nổ tung tổng kho vũ khí của Nga. Lực lượng Ukraine cắt đứt hậu cần của Nga theo hướng Lipoke-Klipsy ở Kharkiv, lính đánh thuê Nga tháo chạy. Hơn cả phim hành động, đặc nhiệm Aesop Ukraine đóng giả trinh sát Nga đột nhập vào căn cứ địch, nhóm quân Nga bị bắt sống. Ukraine đánh thẳng vào hậu phương quân đội Nga ở vùng Kursk, cắt vạt dầu thành hai phần. Giới tuyên truyền Điện Kremlin phát sốt trước thất bại của quân đội Nga gần Donetsk. NATO gạt phăng lời cảnh báo của ông Putin về lằn ranh đỏ. Mỹ đã thấy kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Tất cả sẽ được gửi tới quý vị ngay sau đây. Nổ khủng khiếp ở Mariupol, Ukraine bắn nổ tung tổng kho vũ khí của Nga. Kính thưa quý vị, RBC Ukraine đưa tin vào thứ Ba ngày 17 tháng 9, Hải quân xác nhận rằng một cuộc tấn công tên lửa đã được thực hiện vào các kho đạn dược của Nga gần Mariupol. Báo cáo cho biết, vì tên lửa hành trình Neptune của Ukraine được sử dụng, có thể cho thấy rằng chính Hải quân đã báo cáo về việc phá hủy các mục tiêu. Trong trường hợp này, cuộc tấn công được thực hiện nhằm vào mục tiêu nằm ở khoảng cách dưới 100 km tính từ tiền tuyến. Theo Defense Express, nếu tên lửa Neptune thực sự được sử dụng, điều này cho thấy hai điều. Đầu tiên là việc sử dụng Neptune có nghĩa là Ukraine đã tăng cường sản xuất loại tên lửa này. Thứ hai, lực lượng vũ trang Ukraine có thể đang cất giữ tên lửa hành trình Storm Shadow, Scalp-AC hoặc ATAC-MS để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga khi được Mỹ cho phép. Trước đó, các phương tiện truyền thông phổ biến thông tin rằng một kho tên lửa dành cho lực lượng phòng không của quân chiếm đóng đã bị tấn công gần Mariupol. Như cố vấn của thị trưởng Mariupol, Piotr Andriyashenko, sau đó đã tuyên bố một cuộc tấn công được cho là đã được xác nhận nhằm vào các kho chứa đạn dược và tên lửa cho hệ thống phòng không ở làng Lubokhoe. Trước đó, Bộ Tổng Tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine đã tuyên bố sử dụng Neptune cho mục đích ở Nga. Cụ thể, lực lượng phòng vệ Ukraine đã tấn công một cảng dầu gần cảng Kapkaz, vùng Krasnodar của Liên bang Nga. Mùa xuân năm nay, quân đội Ukraine đã tấn công tàu đổ bộ cỡ lớn Konstantin Olasky mà người Nga muốn sử dụng để tấn công lãnh thổ Ukraine bằng hệ thống tên lửa Neptune. Lực lượng Ukraine cắt đứt hậu cần của Nga theo hướng Lipoke-Klipsy ở Kharkiv, lính đánh thuê Nga tháo chạy. Theo kênh truyền hình Espresso, Vitaly Saranchev, phát ngôn viên của nhóm quân chiến thuật tác chiến Kharkiv cho biết, các đơn vị Nga hiện đang bị thiếu đạn dược, nước và lương thực theo hướng Lipoke-Klipsy. Lực lượng lính đánh thuê của Nga đang biến mất ở Kharkiv. Ông Saranchev nhấn mạnh, tại khu vực Lipoke-Klipsy, Nga đã giảm bớt hoạt động của mình. Chúng tôi đã phá vỡ được chuỗi hậu cần của họ. Hiện tại, các đơn vị Nga ở tiền tuyến đang cạn kiệt đạn dược, nước và lương thực, khiến cho hoạt động của họ trở nên khó khăn hơn. Ông cho biết, quân đội Nga đã chuyển sang thế phòng thủ ở khu vực Lipoke-Klipsy, củng cố các vị trí của họ. Ông Saranchev nói thêm, người Nga đang củng cố vị trí của họ và tìm kiếm những cách mới để cung cấp cho các đơn vị tiền tuyến của họ. Ở một số nơi, họ đang cố gắng thực hiện điều này vào ban đêm bằng cách sử dụng thiết bị chống nhiệt. Trong khi đó, theo tin báo Ukraine, lực lượng lính đánh thuê Syria mà Nga tuyển dụng đến chiến đấu ở khu vực Kharkiv đang biến mất một cách nhanh chóng. Hơn cả phim hành động, đặc nhiệm Aesop Ukraine đóng giả trinh sát Nga đột nhập vào căn cứ địch, nhóm quân Nga bị bắt sống. Các chiến binh của lữ đoàn Aesop đóng vai trinh sát của lực lượng dù Nga tiến vào vị trí của quân Nga và bắt giữ quân xâm lược. Lữ đoàn lực lượng đặc nhiệm số 12 Aesop của lực lượng vệ binh quốc gia đã thực hiện một chiến dịch xuất sắc ở mặt trận. Các đặc nhiệm của họ đã tiến vào vị trí của kẻ thù, đóng giả là sĩ quan tình báo Nga. Video được đăng tải vào ngày 17 tháng 9 trên kênh Telegram của lữ đoàn đặc biệt số 12. Kết quả là hai quân nhân Nga thuộc đại đội 2 và 1 của trung đoàn xe tăng 153, Valery Averin và Volodymyr Kolokolov đã bị bắt. Lực lượng đặc nhiệm của vệ binh quốc gia Ukraine đã xâm nhập vào vị trí của người Nga, thuyết phục họ rằng họ là lính trinh sát trên không của Nga và bắt đầu trò chuyện. Trong lúc đó, họ thậm chí còn chia nhau những time sneaker với người Nga. Trong cuộc trò chuyện, một trong những người lính Ukraine tiết lộ rằng thực ra anh ta là người Ukraine và bình tĩnh đề nghị người Nga cơ hội đầu hàng.
và họ đã chấp nhận. Sushin, tù binh người Nga nói, tôi nghĩ họ đã bắt chúng tôi khá khéo. Các tù nhân cho biết thêm rằng họ được đối xử tốt khi bị giam cầm và khuyên đồng đội của mình không nên tham gia chiến tranh. Lữ đoàn nhấn mạnh, bất chấp những tuyên bố của tuyên truyền Nga, lữ đoàn lực lượng đặc biệt Azov số 12 tuân thủ luật pháp quốc tế liên quan đến tù nhân chiến tranh. Mỗi người Nga đầu hàng đều được bảo đảm giữ được mạng sống và sức khỏe của mình. Militany gần đây đưa tin rằng, binh lính của lữ đoàn không quân cơ động độc lập số 46 đã bắt giữ một đội quân xâm lược Nga ở khu vực Donetsk. Sau đó, nơi ẩn náu của một nhóm gồm 9 kẻ xâm lược đã bị phát hiện bằng máy bay không người lái. Sự việc này xảy ra theo hướng Kudakov, nơi quân xâm lược đang cố gắng tiến lên bằng cách liên tục tấn công vào các vị trí của quân Ukraine. Ukraine đánh thẳng vào hậu phương quân đội Nga ở vùng Kursk, cắt vạt dầu thành hai phần. Một chuyên gia quân sự Đức viết trên mạng xã hội Twitter với biệt danh Tender cho biết, quân đội Nga ở vùng Kursk đang chịu áp lực nghiêm trọng khi lực lượng vũ trang Ukraine đã chiếm được làng Veseloy, tiến gần hơn đến Kleskovo và có khả năng chia đôi vạt dầu đối với người Nga. Cuộc tấn công này cũng nhằm mục đích đánh vào hậu phương của nhóm Nga đang cố gắng phản công. Buộc người Nga đầu tư nguồn lực vào chiến dịch Kursk chắc chắn là một ý tưởng rất thành công của Bộ Chỉ huy cấp cao Ukraine. Chuyên gia nhấn mạnh, sự phát triển tại quận Leskovo thuộc vùng Kursk ở Nga rất hấp dẫn, cả về cấp độ tác chiến và chiến lược. Các kênh của Nga đưa tin rằng, làng Veseloy đã bị quân đội Ukraine chiếm giữ. Theo đánh giá từ các video mà chúng tôi đã xem, rất có thể điều này sẽ đưa quân Ukraine đến gần Leskovo hơn và có nguy cơ chia cắt khu vực phía nam sông Sem này thành hai phần. Hơn nữa, điều còn tồi tệ hơn đối với người Nga là cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine vào hậu phương của Nga diễn ra trong lúc lực lượng vũ trang Nga phản công. Mà kết quả của nó vẫn chưa rõ ràng. Ngoại trừ ba ngôi làng và một số cuộc tấn công không thành công ở phía đông, các chuyên gia không thấy có gì hỗ trợ cho những thắng lợi của Nga ở vùng Kursk. Nhà phân tích nhấn mạnh, việc buộc người Nga đầu tư nguồn lực vào Kursk chắc chắn là ý tưởng thành công nhất của Bộ Chỉ huy cấp cao Ukraine. Ông nói thêm, có điều gì đó khác lạ đang xảy ra, có lẽ người Ukraine chỉ đang chờ đợi hành động phản công này của Nga. Nó không chỉ buộc người Nga cuối cùng phải đưa quân, bao gồm cả lực lượng dự bị, đến khu vực này, mà còn phải để lộ các vị trí pháo binh của họ. Giờ đây, người Ukraine đã biết ý định chiến thuật của Nga. Để đáp lại, giờ đây họ có thể chống lại chúng một cách hiệu quả. Đây là một cuộc chiến có tính cơ động cao, khác xa với cuộc chiến chiến hào ở Donbass. Nó buộc người Nga phải chiến đấu trong một cuộc chiến mà họ sẽ hoàn toàn thất bại. Ở cấp độ tác chiến, đây chính xác là cách mà tôi có lẽ sẽ hành động chống lại quân đội Nga. Các hoạt động của Ukraine ở phía nam Kleskovo chỉ xác nhận giả định này. Quân đội Ukraine rõ ràng đã chuẩn bị cho ván cờ này và hiện đang tiến vào một điểm dễ bị tổn thương khác trong hệ thống phòng thủ của Nga, trong khi quân Nga đang vô tâm chạy về phía các công sự của Ukraine. Nhà phân tích cho biết thêm, nói rằng người Nga không có kế hoạch tốt là sự đánh giá thấp cả ở Kursk và Donbass. Như mọi khi, họ chỉ đơn giản là tấn công và tấn công điên cuồng như những nô lệ vô tâm vào kẻ thù của mình, với hy vọng áp đảo kẻ thù bằng số lượng tuyệt đối, và trong quá trình đó tiêu tốn một cách điên cuồng rất nhiều tài nguyên, trong khi một lượng đáng kể đang bị phá hủy. Điều này chỉ khẳng định rằng Ukraine vẫn đang ở thế phòng thủ về mặt chiến lược, nhưng không bao giờ bỏ lỡ cơ hội tận dụng tình thế có thể gây ra thiệt hại nặng nề cho người Nga. Giới tuyên truyền Điện Kremlin phát sốc trước thất bại của quân đội Nga gần Donetsk. Các nhà tuyên truyền Nga đã khó chấp nhận cảnh quay về hậu quả của một cuộc tấn công tên lửa của lực lượng vũ trang Ukraine vào quân chiếm đóng tại một trường bắn gần Donetsk. Người Nga bị sốc trước đoạn video quay cảnh hậu quả của tấn công của Ukraine vào khu huấn luyện với quân chiếm đóng Nga gần Donetsk. Vào hôm qua, một đoạn video được đăng tải trên Internet cho thấy kết quả hỏa lực tiêu diệt quân địch bằng loại đạn phóng tên lửa HIMARS hoặc M270. Cần lưu ý rằng vụ phóng xảy ra vào tháng 9 năm 2024 trong quá trình huấn luyện quân xâm lược Nga. Nhà báo quân sự Nga Oleg Tisarev đã đưa tin về những tổn thất đáng kể của quân đội Nga trên kênh Telegram của mình. Có rất nhiều xác chết trong video. Tôi không công bố video. Chúng tôi đang chờ xác nhận. Ông ta viết với vẻ cảnh giác. Theo dữ liệu thu được, địa điểm bị tấn công nằm gần đường vành đai Donetsk, không xa thành phố tạm thời bị chiếm đóng, cách tiền tuyến khoảng 25 km. Hàng chục người chết được báo cáo, khoảng 50 kẻ chiếm đóng, nhưng thông tin này vẫn chưa được xác nhận.
Người ta cho rằng địa điểm này đã bị trúng bom chùm từ HIMARS. Tuy nhiên, đây cũng có thể là tên lửa mảnh CMLRS, loại tên lửa thường được quân đội Ukraine sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu của đối phương từ bệ phóng tên lửa của Mỹ. Đoạn video ngắn chiếu thi thể của những kẻ chiếm đóng Nga đã chết, có thể đếm được khoảng 10 người. Trong khung hình còn có ô tô và thiết bị quân sự bị hư hỏng. Báo cáo lưu ý rằng người Nga phàn nàn về các cuộc tấn công thường xuyên vào trường bắn này, nhưng điều này không ngăn cản được bộ chỉ huy của Nga mắc phải những sai lầm nghiêm trọng dẫn đến hàng loạt cái chết của lính Nga. NATO gạt phăng lời cảnh báo của ông Putin về làn tranh đỏ, Mỹ đã thấy kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Theo Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg, việc cho phép Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa tầm xa vào sâu trong lãnh thổ Nga không phải là làn tranh đỏ. Trong một cuộc phỏng vấn với báo Anh The Times, ông Stoltenberg nhắc lại rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần tuyên bố về làn tranh đỏ mà nếu bước qua, căng thẳng sẽ leo thang. Tổng thư ký sắp mãn nhiệm của NATO ủng hộ các nước thành viên đồng ý cho Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhấn mạnh rằng nếu điều này xảy ra sẽ không kéo liên minh quân sự vào cuộc chiến với Moscow. Người đứng đầu NATO cũng lưu ý bất kỳ quyết định cụ thể nào về vấn đề trên đều phải do tự từng đồng minh đưa ra, vì mỗi nước thành viên có chính sách khác nhau. Một ngày trước đó, Tổng thống Putin cho biết Kiev không thể tiến hành các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga nếu không có thông tin từ các vệ tinh của châu Âu và Mỹ. Vì vậy, theo ông, vấn đề không phải là việc cho phép sử dụng tên lửa của phương Tây, mà là sự tham gia trực tiếp của các nước NATO vào cuộc chiến ở Đông Âu. Liên quan cuộc xâm lược, cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield cho hay, Washington đã được biết kế hoạch chiến thắng do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất. Theo bà Thomas-Greenfield, kế hoạch này đưa ra chiến lược rõ ràng, mà theo phía Mỹ là thực tế. Nói rõ, chúng tôi tin rằng ông ấy đã đưa ra một chiến lược và một kế hoạch có thể thực hiện được. Kế hoạch trên là một trong những điều kiện quan trọng để thảo luận sâu hơn về khả năng cung cấp cho Kiev tên lửa tầm xa có thể dùng để tấn công lãnh thổ Nga. Mỹ đã nhiều lần tuyên bố rằng trước khi chấp thuận những hành động như vậy, họ phải tin tưởng Bộ Chỉ huy Ukraine có một chiến lược rõ ràng nhằm đạt được các mục tiêu quân sự. Trước đó, Washington đã bày tỏ lo ngại chiến tranh có thể leo thang nếu Ukraine bắt đầu sử dụng vũ khí tầm xa, tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.